Dự báo trong những ngày tới thì Nam Bộ vẫn tiếp tục trong chuỗi ngày nắng nóng. Thời tiết nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho các loại virus vi khuẩn gây bệnh sinh sôi và nảy nở. Do đó, thời điểm này dễ bùng phát một số bệnh lây nhiễm qua đường tiêu hóa như tiêu chảy, ngộ độc thức ăn, nhất là ở trẻ nhỏ. Ghi nhận của phóng viên miền Tây hôm nay. Khoa tiêu hóa, Bệnh viện Di động Cần Thơ. Đa số các bé nhập viện tại đây do bị nhiễm trùng đường ruột. Không ít trong số này là các bé nhỏ từ 1 đến 2 tuổi. Tất cả khi đến bệnh viện đều có chung các triệu chứng như nôn ói, tiêu chảy. Bé tiêu chảy xong rồi cái ói, thằng em đưa bé lên đây. Khi mấy cô khám cho lên đây nhập viện luôn. Bác sĩ cũng do là vi khuẩn mà chưa hỏi nguồn gốc. Dạ, bé là bị sốt rồi cái bắt đầu cái nôn ói, sau đó là bị tiêu chảy. Bác sĩ cho xét nghiệm máu, nói là bé bị nhiễm trùng đường ruột, rồi thêm nhiễm trùng máu nữa. Theo các bác sĩ, thời tiết nắng nóng làm cơ thể ra nhiều mồ hôi, gây mất nước, điện giải, dễ dẫn đến mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa ở trẻ nhỏ. Nắng nóng cũng khiến thức ăn, thực phẩm dễ bị ôi thiêu, dễ nhiễm vi khuẩn, là nguyên nhân gây bệnh đường tiêu hóa. Nếu không được khám và điều trị kịp thời, trẻ có thể mất nước, mất điện giải, thậm chí nguy hiểm tính mạng nếu ngộ độc hoặc nhiễm trùng nặng. Các dấu hiệu mà khi các bậc phụ huynh cần chú ý khi mà đưa trẻ đến nơi vừa như bé có biểu hiện là sốt cao, nôn ói liên tục, đau bụng nhiều, đau bụng quấy khóc dữ dội, rồi tiêu phân lỏng nhiều lần trong ngày, hoặc là tính chất phân nó thay đổi, ví dụ như phân nó có đàm hoặc là có nhầy máu, bé nhỏ thì có biểu hiện ví dụ như là bỏ bú hoặc là nôn tất cả mọi thứ, rồi bé có dấu hiệu mất nước như là khát đòi uống hoặc là mắc trũng. Để phòng ngừa các bệnh đường tiêu hóa, phụ huynh cần lựa chọn thực phẩm kỹ lưỡng, hạn chế cho trẻ sử dụng nước có ga, giảm ăn đồ lạnh, xây dựng chế độ ăn uống hợp lý. Thực đơn trong mùa nắng nóng cần tăng cường rau xanh, uống đủ nước. Đặc biệt trong mùa nắng nóng hoặc là những cái mùa khác thì cần phải vệ sinh. Đặc biệt đó là cho rửa tay trước và sau khi ăn nè, rửa tay sau khi đi vệ sinh nè, rồi cho bé ăn những cái thức ăn mà tươi, giàu chất dinh dưỡng. Hạn chế cho trẻ ăn những cái thức ăn mà chế biến sẵn hoặc là thức ăn ở ngoài đường phố mà không có đảm bảo an toàn vệ sinh. Thứ hai nữa là uống nhiều nước, nhưng mà nước thì khuyến khích nên uống nước đun sôi để nguội. Chú ý vệ sinh nhà cửa. Phụ huynh cần phải lưu ý không nên tự mua thuốc cho trẻ uống, nhất là các loại thuốc kháng sinh, thuốc cầm tiêu chảy, vì có thể không đạt hiệu quả điều trị mà còn gây hại đến sức khỏe của trẻ.